con. 30.000 đồng một lần đủ rồi. 3.000. 30.000 bằng một bát phở. Lạnh không? Thank you.
đây tôi muốn rẽ phải. Tôi không sinh ra để nguy hiểm cho người sau. Có thể là bố dừng, bố đâm vào cô ấy, xong người sau mình đã đâm vào mình. Người sau nữa lại đâm vào người đấy thì người ta gọi là đâm liên hoàn. Khi mà phanh gấp thì dễ bị đâm liên hoàn lắm. Anh ấy đang cầm cây gì kia không? Cái gì? Anh ở xe máy trước đây này, số 33 đây này, đây này. Ngay trước mặt mình này, cây gì đấy? Biết không? Cây gì? Cây dừa đấy, quả đấy quả dừa đấy.
gì cả. Người ta khi người ta đặt tên đường ấy, người ta sẽ lấy một đoạn bất kỳ nào đấy. Nhưng mà những cái người mà nổi tiếng ở Việt Nam thì ít lắm, nên là có những ông ấy không có thể đặt cho cả một cái đoạn đường dài, ví dụ đường Võ Nguyên Giáp ấy, dài hàng chục cây đấy. Nguyễn Văn Linh dài hàng chục cây. Có cái đường Võ Văn Linh ở trên chỗ lên Nội Bài như là đường Võ Văn Linh. Đó. À Võ Văn Kiệt, Võ Văn Kiệt. Hồ Chí Minh dài nhất đấy, hàng ngàn cây đấy. Đường quốc lộ 1 này cảm giác chứ. Đúng không? Chứ là đường quốc lộ 1A là dài nhất. Gần nhất á, bố không biết, gần nhất thì phải đi để bổ sát ra. Như đường Nguyên Hồng ngắn đấy, chỉ có 20 cây thôi, rất ngắn. Sao? Không biên bản nữa, cứ đi về luôn nhá. Về luôn nhá. Về luôn nhá, cứ đi về cái biên bản. Đánh bất thời thì cái biên bản nó thành thói quen đấy. Người chuyên nghiệp, người giỏi, người mạnh là phải đi biên bản. Ôi, chỉ con có mạnh đâu. Mạnh trong cái gì? Con nhìn ra mà có mạnh. Thử xem nhá.